Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040. Theo đó, thành phố Nha Trang được định hướng phát triển có 13 phân khu chức năng, trong đó phân khu 1 là khu vực trung tâm ven biển và phía nam sông Cái. Tỉnh Khánh Hòa xác định sẽ chuyển đổi chức năng ga Nha Trang sau năm 2030 với diện tích đất công viên được đi bộ và bảo tàng ga chiếm tối thiểu là 60% diện tích. Khoảng 40% diện tích còn lại sẽ là các khu phố ở kết hợp với dịch vụ đăng cài, cung cấp dịch vụ cho hoạt động trong không gian đi bộ và các khu tái định cư tại chỗ cho những hộ bị giải tỏa. Phân khu 2 sẽ quy hoạch tại khu vực sân bay Nha Trang cũ và vùng phụ cận. Nơi đây sẽ phát triển khu đô thị trung tâm hỗn hợp, trọng tâm là hoạt động dịch vụ thương mại tài chính và dịch vụ du lịch gắn với tỷ trọng, hợp lý diện tích nhà ở, khu công viên, tuyến cây xanh công cộng, v.v. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích đất tự nhiên là 26.736 ha được khớp nối với vùng biển có liên quan từ trong đất liền ra đến hết vùng biển quanh các đảo thuộc thành phố Nha Trang. Phạm vi nghiên cứu ở thành phố Nha Trang có diện tích là 25.422 ha và phạm vi nghiên cứu ở huyện Diên Khánh có diện tích là 1.314 ha.